Thiện hiện nên biết, sắc vô tận nên chân như vô tận, sắc sâu xa nên chân như sâu xa. Sắc cùng với chân như, không sai khác, thọ tưởng hành thức vô tận nên chân như vô tận. Thọ tưởng hành thức sâu xa nên chân như sâu xa, thọ tưởng hành thức cùng chân như không sai khác. Thiện hiện nên biết, nhãn xứ vô tận nên chân như vô tận, nhãn xứ sâu xa nên chân như sâu xa, nhãn xứ cùng chân như không sai khác. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô tận nên chân như vô tận, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ sâu xa nên chân như sâu xa, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cùng chân như không sai khác. Thiện hiện nên biết, sắc xứ vô tận nên chân như vô tận, sắc xứ sâu xa nên chân như sâu xa, sắc xứ cùng chân như không sai khác. Thanh hương vị xúc pháp xứ vô tận nên chân như vô tận, thanh hương vị xúc pháp xứ sâu xa nên chân như sâu xa, thanh hương vị xúc pháp xứ cùng chân như không sai khác. Thiện hiện nên biết, nhãn giới vô tận nên chân như vô tận, nhãn giới sâu xa nên chân như sâu xa, nhãn giới cùng chân như không sai khác. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới vô tận nên chân như vô tận, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới sâu xa nên chân như sâu xa, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cùng chân như không sai khác. Thiện hiện nên biết, sắc giới vô tận nên chân như vô tận, sắc giới sâu xa nên chân như sâu xa, sắc giới cùng chân như không sai khác. Thanh hương vị xúc pháp giới vô tận nên chân như vô tận, thanh hương vị xúc pháp giới sâu xa nên chân như sâu xa, thanh hương vị xúc pháp giới cùng chân như không sai khác. Thiện hiện nên biết, nhãn thức giới vô tận nên chân như vô tận, nhãn thức giới sâu xa nên chân như sâu xa, nhãn thức giới cùng chân như không sai khác. Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới vô tận nên chân như vô tận, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới sâu xa nên chân như sâu xa, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cùng chân như không sai khác. Thiện hiện nên biết, tất cả pháp vô tận nên chân như vô tận, tất cả pháp sâu xa nên chân như sâu xa, tất cả pháp cùng chân như không sai khác vậy, thế nên chân như rất khó tin hiểu. Hết quyển thứ 560.